bác đã chốt cặp loa này rồi. Mát 20. Các bác có thể dùng vào những âm ly cỏ rẻ tiền cũng được. Những âm ly 1 triệu hơn triệu là các bác vẫn chơi tốt cặp loa này. Những âm ly Nhật cũng chơi được. Đấy, hàng loa cỏ là các bác vẫn có thể dùng vào tất cả các sản phẩm công suất nhỏ thôi, nó vẫn rất là tuyệt vời các bác nha. Đây là khách đến trực tiếp, trực tiếp vừa lấy thì cũng có một bác thì đặt 2 đôi, một bác thì đặt 1 đôi. Vâng, rất cảm ơn các bác đã đặt hàng bên em. Cảm ơn bác khách ở Lâm Hà 2 đôi, bác ở Thái Bình 1 đôi, bác Hải Dương 1 đôi, vâng, Bắc Linh 1 đôi, liên tục quá. Rồi những sản phẩm rẻ tiền mà lại vẫn đưa ra chất âm khá là ổn. Giá sinh viên siêu rẻ quá nhá, rẻ ngang với cả loa gióng Việt Nam rồi. Trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các bác.